Anh em thấy con cút không? Hôm nay em đi test cái lục gương bẫy cút cho anh em nhé. Đó, đang đi về anh em ơi. Đó, đang đi về đó. Rồi, hôm lại gài cái lục gương cho anh em nhé, xem nhé. Em không muốn chờ nhá. Ok phải không anh em? Lượm ơi, lượm nhá. À, trời ơi, rửa nhanh không em dụng hết lâu. Đó. Nhìn ý ở cực kìa. Nhìn cực không một cực. Cái này mà đánh thêm thòng thì dính lâu đời. Hồi quá. Đây, lấy cái túi. Để lấy túi đục bồi đi anh. Này là mẫu lục bên mình sản xuất nha mọi người. Đó. Lấy túi đục bồi đi, bên mình có bán cả túi đục bồi. Cung cấp cả túi đục bồi cho anh em luôn nhá. Đây anh em, mẫu lục bên em sản xuất nhá. Lục gương nhá anh em nhá. Đây anh em, lục gương nhá. Đây này, lục gương nhá. Đây anh em, lục làm bằng gương nhá. Đó, em có bán luôn cái túi này cho anh em nhá. Anh em đựng cái túi này bao đẹp đúng không anh em? Bao chuẩn luôn. Đó, bao chuẩn nhá anh em. Đầy đủ phụ kiện, từ cung, từ thòng, loa, lục bẫy gương, lục bẫy chim mồi cho anh em nhé. Anh em nào cần thì liên hệ cho bên em nhé. Có cung cấp đầy đủ cho anh em luôn nhé. Số điện thoại em để trên video nhé.